Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê. Hàng ngày, tôi làm việc ngoài đồng và chăn trâu, chăn bò. Anh chị em thân mến, bây giờ tôi xin kể cho anh chị em nghe câu chuyện của tôi. Tôi là người thích ngắm nhìn sông, núi và bầu trời. Tôi thường tự hỏi những thứ này từ đâu mà có. Tại sao những thứ này lại ở đây? Và khi tôi nhìn mình trong gương, thì tôi tự hỏi, tôi từ đâu mà đến? Ngày ngày tôi cứ tự hỏi, tất cả những thứ này đến từ đâu? Khi tôi còn nhỏ, thì tôi cũng giống như tất cả những đứa trẻ khác ở quê. Hàng ngày, tôi giúp đỡ bố mẹ nhóm bếp, thổi cơm. Vào những ngày lễ, ngày hội, tôi cùng bố mẹ cúng ông bà, tổ tiên. Nhưng tôi không hiểu tại sao chúng tôi lại cúng ông bà tổ tiên. Tôi chỉ thấy bố mẹ tôi cúng thì tôi cũng cúng. Bố mẹ tôi bảo nếu chúng tôi không cúng ông bà tổ tiên thì những điều xấu sẽ xảy ra nên tôi cúng. Riêng tôi thì tôi nghĩ rằng vì ông bà tổ tiên tốt với chúng tôi nên chúng tôi cần tốt với ông bà tổ tiên. Tôi biết tôi cần phải tôn trọng ông bà tổ tiên. Nhưng tôi không hiểu tại sao tôi lại phải cúng họ. Tôi nhớ khi tôi còn nhỏ, tôi thường hay hỏi bố mẹ tôi rằng, tại sao chúng ta lại cúng ông bà tổ tiên ạ? Bố mẹ tôi không trả lời, mà chỉ mắng tôi. Trẻ con sao hỏi nhiều thế? Nhưng vào mỗi ngày lễ, ngày hội, chúng tôi lại cúng, lại bái. Điều này có nghĩa gì? Tôi nghĩ nó chẳng có nghĩa gì cả. Rồi một ngày, mẹ tôi bị ốm rất nặng, nặng đến nỗi tôi không biết liệu mẹ tôi có qua khỏi không. Thế là hàng ngày tôi thắp hương và cầu xin ông bà tổ tiên nhanh chóng chữa lành bệnh cho mẹ tôi. Nhưng thắp hương và cầu xin với ông bà tổ tiên không đem lại kết quả gì. Thậm chí, tôi còn nhờ đến thầy Mo, nhưng bệnh của mẹ tôi vẫn không thuyên giảm. Và càng ngày tôi càng trở nên sợ hãi. Và đêm nào tôi cũng gặp ác mộng. Trong ác mộng, ma quỷ ám ảnh và chế nhạo tôi. Và tất cả những điều này khiến tôi vô cùng lo lắng. Rồi một hôm, tình cờ tôi gặp một người bạn và tôi kể cho anh ấy nghe về những điều này. Nghe xong, anh ấy bảo tôi, trước đây mình cũng đã từng thắc mắc về những điều này như cậu vậy. Nhưng bây giờ thì mình đã hiểu vì sao. Rồi anh ấy hỏi tôi, cậu có biết ông trời là ai không? Tôi trả lời, mình chỉ biết ông trời là người làm ra mưa và ban cho chúng ta đồ ăn thôi. Ngoài ra, mình chẳng biết thêm điều gì về ông trời cả. Lúc ấy, anh ấy bảo tôi rằng, nếu cậu biết ông trời, thì cậu sẽ biết cậu từ đâu mà đến, và sau này cậu sẽ về đâu. Rồi anh ấy kể cho tôi nghe câu chuyện về ông trời.
từ lúc ban đầu, từ khi chưa có gì thì đã có ông trời rồi. Từ đời này sang đời kia, ông trời luôn luôn hiện hữu. Ông trời luôn giữ lời hứa, không bao giờ nói dối. Chính ông trời đã sáng tạo nên muôn loài vạn vật. Và vì thế, ông trời có quyền cao nhất, không ai có thể sánh được. Đầu tiên, ông trời sáng tạo nên các thiên thần. Và các thiên thần này thờ phượng, ngợi khen và làm theo lời ông trời. Nhưng về sau, có một thiên thần trở nên xấu xa. Hắn kiêu ngạo và muốn các thiên thần thờ phượng hắn thay vì thờ phượng ông trời. Tên của hắn là Satan. Hắn lôi kéo các thiên thần, và một số thiên thần đã trở nên xấu xa giống như hắn. Bọn chúng chống lại, không thờ phượng và làm theo lời ông trời nữa. Vì thế, ông trời đuổi bọn chúng đi và không cho ở gần ông trời nữa. Và chúng ta gọi bọn chúng là ma quỷ. Bọn ma quỷ này hoạt động dưới sự lãnh đạo của Satan. Từ đó trở đi, bọn chúng lừa dối con người, để con người thờ phượng bọn chúng thay vì thờ ông trời. Vậy thì vũ trụ đã được tạo dựng như thế nào? Chính ông trời đã tạo dựng nên vũ trụ. Ông trời sáng tạo nên núi non, sông suối, cây cối và các loài động vật. Tất cả đều do ông trời sáng tạo nên. Ông trời thấy mọi vật mà mình đã sáng tạo nên đều tốt lành. Sau đó, ông trời sáng tạo nên con người giống như ông trời. Ông trời sáng tạo nên một người nam và một người nữ. Ông trời cho họ được sống mãi cùng ông trời, và họ không phải nếm trải sự chết. Ông trời cũng tạo nên một vườn cây có nhiều quả đẹp và ngon. Ông trời cho người nam và người nữ vào đó ở và chăm sóc vườn. Ở giữa vườn có hai cây đặc biệt. Một cây có quả, nếu ăn vào thì sẽ sống mãi. Và một cây có quả, nếu ăn vào thì sẽ biết phân biệt điều tốt và điều xấu. Ông trời dặn với người nam rằng: ngươi được ăn tất cả các loại quả ở trong vườn này, chỉ trừ quả của cây biết phân biệt điều tốt, điều xấu là ngươi không được ăn. Nếu ngươi ăn thì ngươi sẽ phải chết. Và người nam với người nữ sống trong vườn. Ông trời thường xuống thăm họ. Ông trời và họ có mối quan hệ mật thiết với nhau. Rồi một ngày, Satan đến trong hình hài của một con rắn và lừa người nữ. Hắn nói với người nữ rằng: ông trời nói dối các ngươi đấy, vì ông ta biết nếu các ngươi ăn quả của cây này vào thì sẽ trở nên giống ông ta, sẽ biết phân biệt điều tốt, điều xấu, nên ông ta mới không cho các ngươi ăn đấy. Người nữ tin lời Satan và hái quả đó ăn, rồi cũng đưa cho chồng đang ở gần mình ăn nữa. Vậy là người nam và người nữ đã không vâng theo lời ông trời. Họ đã phạm tội với ông trời. Rồi sau này, con cháu của họ và tất cả mọi người sống trên trái đất cũng phạm tội với ông trời. Và đúng như lời ông trời đã cảnh báo, từ đó trở đi, con người phải nếm trải sự chết. Mối quan hệ mật thiết giữa con người và ông trời đã bị chính con người làm đổ vỡ. Vậy nên, con người bị chia cách khỏi ông trời, và khoảng cách ấy to lớn như khoảng cách giữa hai ngọn núi. Bị chia cách khỏi ông trời nên con người sống lo lắng và sợ hãi. Satan biết điều này nên hắn dùng mọi cách để lừa dối con người. Hắn khiến con người tin rằng nếu muốn được yên ổn, được bảo vệ và được ban phước thì con người cần phải cúng thổ công và cúng ông bà tổ tiên. Hắn cũng khiến con người tin rằng khi trong nhà gặp chuyện xấu thì phải mời thầy mo đến cúng, cho dù tốn bao nhiêu tiền cũng phải mời. Mà những ông thầy mo này là ai? Họ cũng chỉ là những người bình thường bị Satan lừa dối. Hắn ban cho họ một ít quyền phép
và họ trở thành đầy tớ cho hắn. Cứ như vậy, con người bị Satan lừa dối mà không hề biết. Đời này sang đời kia, con người làm theo lời Satan và tiếp tục phạm tội với ông trời. Nhưng ông trời vẫn yêu thương con người. Ông trời không muốn con người sẽ phải chết và bị chia cách khỏi ông trời mãi mãi. Nên ông trời đã sai con một của mình là Giê-xu xuống thế gian làm người. Chúa Giê-xu sống cùng con người và dạy cho con người biết về ông trời. Ngài cũng chữa lành bệnh tật và đuổi quỷ ra khỏi những người bị quỷ ám. Chúa Giê-xu chưa bao giờ phạm tội, nhưng đã sẵn sàng chịu chết thay cho con người. Ngài chết để đền tội cho con người. Nhưng sau khi Chúa Giê-xu chết 3 ngày, thì ông trời làm cho Chúa Giê-xu sống lại. Chúa Giê-xu là con đường duy nhất mà ông trời mở ra cho con người. Ai không tin Chúa Giê-xu thì sẽ không được ông trời tha tội cho, và người đó cũng không thể có lại mối quan hệ với ông trời. Những người không tin Chúa Giê-xu sẽ tiếp tục bị Satan lừa dối và tiếp tục phạm tội với ông trời. Và hậu quả là sau khi chết sẽ bị trừng phạt trong lửa không bao giờ tắt cùng với Satan và bọn ma quỷ. Còn ai tin Chúa Giê-xu thì được ông trời tha tội và mối quan hệ của người đó với ông trời cũng được nối lại. Vậy, tin Chúa Giê-xu có nghĩa là gì? Tin Chúa Giê-xu là tin rằng Chúa Giê-xu là con một của ông trời, đã xuống thế gian làm người, đã chết để đền tội cho con người, và 3 ngày sau khi chết đã sống lại. Sau khi Chúa Giê-xu sống lại, thì Ngài trở về trời, sống cùng ông trời. Nhưng Ngài hứa ban Thánh Linh cho những người tin Ngài. Ông trời cũng hứa rằng, ai tin Chúa Giê-xu, thì sau khi chết, người ấy sẽ được lên thiên đàng, ở với ông trời. Sau khi nghe xong câu chuyện, thì tôi hiểu ra rằng, chính ông trời đã sáng tạo nên tôi. Và tôi cũng nhận ra rằng, bấy lâu nay tôi bị Satan lừa dối. Tôi đã phạm tội với ông trời khi tôi cúng thổ công và cúng ông bà tổ tiên và nhờ cậy vào các thầy mo. Tôi biết rằng tôi đáng bị trừng phạt vì tội lỗi của mình. Thế là tôi quyết định tin Chúa Giê-xu. Tôi biết rằng ông trời đã tha hết tội lỗi cho tôi, và mối quan hệ giữa tôi và ông trời đã được nối lại. Bó phả thương điếp lầu lai làm diền khay tàng thế hờ bóng hay. Tê trắng ngâu cần lưng chài đeo lòng hết Giê-xu. Sau khi tin Chúa Giê-xu, thì tôi không còn cúng thổ công hay ông bà tổ tiên và cũng không còn nhờ cậy các ông thầy mo nữa. Khi tôi gặp khó khăn, thử thách, thì tôi nhân danh Chúa Giê-xu cầu nguyện với ông trời và ông trời ban cho tôi sự bình an. Tôi không còn sợ bóng đêm hay ma quỷ nữa vì Chúa Giê-xu có quyền trên tất cả bọn ma quỷ. Tôi được Thánh Linh ở cùng bảo vệ và hướng dẫn, nên tôi không còn lo lắng, nhưng tôi luôn vui mừng và thỏa lòng. Tôi biết ông trời ở cùng tôi, và khi tôi chết, tôi sẽ được lên thiên đàng ở với ông trời. Ông trời phán rằng, ai tin Chúa Giê-xu thì được trở thành thành viên trong gia đình của ông trời.
Tôi đã tin Chúa Giêsu và được ở trong gia đình của ông trời. Từ khi tôi tin Chúa Giêsu, thì tôi thường xuyên gặp gỡ với những người tin Chúa ở trong làng tôi. Chúng tôi cùng nhau học lời của ông trời và cầu nguyện với ông trời. Tôi vui mừng vì mỗi ngày tôi được biết ông trời hơn qua lời của ông trời. Càng biết ông trời, tôi càng khao khát muốn nói cho những người khác về ông trời. Tôi mong muốn cả làng tôi tin Chúa Giêsu để được ông trời tha tội và để được nối lại mối quan hệ với ông trời. Tôi đã nói về ông trời cho mẹ tôi và mẹ tôi đã quyết định tin Chúa Giêsu. Mẹ tôi không còn sợ chết nữa vì mẹ tôi biết rằng sau khi chết thì mẹ tôi sẽ được lên thiên đàng ở cùng với ông trời. Giờ đây, lòng mẹ tôi được bình an, vui mừng, không còn lo lắng, sợ hãi nữa. Tôi đã tin Chúa Giêsu như vậy đấy. Còn anh chị em thì sao? Bây giờ anh chị em đã được nghe về ông trời, đã biết rằng nếu anh chị em tin Chúa Giêsu thì sẽ được ông trời tha tội cho và được nối lại mối quan hệ với ông trời. Vậy anh chị em sẽ quyết định tin Chúa Giêsu hay là tiếp tục để cho Satan lừa dối và tiếp tục phạm tội với ông trời? Nhằng đắm rằng chắc bầu chắc lăng tên trắng thơ bài ao cố mà tận tình trong thơ thổ công tặng cụ cho đây đó ca này chắc đầu đang tội nắc tẩy thai và tẩy vít diền khay tàng thế hờ bóng hay tê trắng âu cần lúc chài đeo lòng hết Giêsu lòng đinh mà thay thế bóng lầu thay đầy ngắm tham vạn thông mơ ai cần hơn em thân Giêsu lê po phà chẳng tha tôi hơ và cùng